Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Dậu, chi tiết chính xác nhất về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi Dậu khai vận. Và sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi với người tuổi dậu bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022, tức là tháng quý mão, năm nhâm dần này cho thấy, người tuổi dậu đang có điểm báo sẽ khó có được những phút giây an nhàn, thoải mái như mong muốn khi vận trình xa sút khá mạnh ở nhiều phương diện. Do bị nhiều hung tinh ảnh hưởng, bản mệnh, mưu sự không thuận lợi ngay từ đầu, phải hết sức kiên nhẫn. Công việc thiếu tính đột phá, lại dễ xảy ra xung khắc với những người làm việc chung, không có ý hại người nhưng dễ bị người hại khiến tiến trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuổi dậu gặp tương xung Thái Tuế nên dễ rơi vào vòng xoáy cạnh tranh, đấu đá. Khối lượng công việc ngày một nhiều, đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ bằng không sẽ phạm sai lầm ảnh hưởng uy tín. Trong tháng này bản mệnh còn có thể được giao trọng trách nào đó, khó nhằn tốn nhiều công sức và thời gian để giải quyết mà không nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Hãy kiểm soát cảm xúc tốt, suy nghĩ tích cực hơn để sớm thoát khỏi mớ bòng bong này. Với người tuổi dậu đang có dấu hiệu phá tài rõ ràng khi bị đại hao chiếu mệnh, Điểm báo cho thấy bạn sẽ bị lừa gạt, chịu tổn thất nghiêm trọng, cần quản lý túi tiền thật chặt, đừng tin tưởng lầm người rồi lĩnh hậu quả khi giao chứng cho ác. Đầu tư phải thận trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu. Có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có lẽ đúng với bạn trong trường hợp này. Tử vi tuổi dậu tháng 2 năm 2022 âm lịch, về phương diện sự nghiệp bước sang tháng quý mão năm nhâm dần này xem tử vi cho thấy người tuổi dậu đang bị cục diện ngủ hành mão dậu tương xung khắc chế khó phát huy năng lực như mong muốn lại thường vướng phải những rắc rối từ trên trời rơi xuống nên khó khăn trồng chất khó khăn khối lượng công việc ngày muộn nhiều đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ bằng không sẽ phạm sai lầm ảnh hưởng uy tín tháng này bản mệnh còn có thể được giao trọng trách nào đó khó nhằn tốn nhiều công sức và thời gian để giải quyết mà không nhận được sự giúp đỡ từ người khác do bị hung tinh ảnh hưởng, bản mệnh không có ý hại người nhưng lại dễ bị người hại, mưu sự không thuận lợi ngay từ đầu, phải hết sức kiên nhẫn. Công việc thiếu tính đột phá, lại dễ xảy ra xung khắc với những người làm việc chung khiến tiến trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, vận trình công việc của dậu trở nên xa sút do xuất hiện tiểu nhân quấy phá. Các mối quan hệ xã giao giữa bản mệnh với đồng nghiệp, bạn bè, cấp trên thiếu sự hài hòa, là nguyên nhân chính khiến bạn vướng vào rắc rối thị phi, thậm chí cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong tập thể. Dù bản thân luôn tâm niệm không xen vào chuyện không liên quan đến mình nhưng con giáp này luôn bị kéo vào vòng xoáy cạnh tranh, đấu đá một cách vô tình, đến nghi nhận ra thì sự đã rồi. Một phần cũng do tháng này nguyệt lệnh lâm bệnh, tâm lý người tuổi dậu lại càng bất ổn hơn, có xu hướng tự thu mình lại, tránh đám đông. Tâm tư tình cảm không thoải mái cũng là một nguyên nhân kéo hiệu quả công việc giảm sút, thậm chí rất dễ tuột khỏi tay mối làm ăn hời, hậu quả khôn lường. Do đó, bạn nên học cách kiểm soát cảm xúc tốt, suy nghĩ tích cực hơn để sớm thoát khỏi mớ bòng bong này. Hãy tạm chấp nhận cuộc sống thực tại, nghĩ thoáng về tương lai, hướng tới điều tốt đẹp, tinh thần bạn sẽ thoải mái hơn nhiều, không còn quá bế tắc nữa. May mắn trong tháng có hữu bật cát tinh phò trợ, lại thêm thiên ấn mang tới nguồn khí vượng giúp bạn thêm mạnh mẽ để đương đầu với mọi chuyện xảy đến, tiếp tục theo đuổi đam mê, mọi chuyện rồi sẽ lại suôn sẻ. Dù bị tiểu nhân quấy phá, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, bạn bĩnh tĩnh vượt qua thị phi, chủ động nắm bắt cơ hội thì chẳng lo không có bứt phá. Tử vi tuổi Dậu tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi cho thấy, về phương diện tài lộc của người tuổi Dậu trong tháng Quý Mão. Đây là một nỗi lo không nhỏ của người tuổi Dậu trong tháng này. Nguồn thu chính chững lại, trong khi đó hầu như không có nguồn thu phụ mọi chi phí trong tháng đều phụ thuộc vào đồng lương chính tinh thần làm việc thiếu tập trung lại bị chi phối bởi rất nhiều chuyện bên lề cũng như ảnh hưởng sức khỏe khiến con giáp này khó tập trung làm tốt mọi việc dẫn tới kết quả không thành thậm chí mất mát tiền của dấu hiệu phá tài càng thêm rõ ràng khi bị đại hao chiếu mệnh điểm báo cho thấy bạn sẽ bị lừa gạt chịu tổn thất nghiêm trọng đã vậy con đường kinh doanh kiếm tiền làm giàu của tuổi dậu dễ bị ngáng trở trong tháng có thể phát sinh không ít rắc rối, liên quan đến con người cũng có, pháp luật cũng khó tránh, do đó bản mệnh cần thận trọng khi ký kết các loại giấy tờ, văn bản giao kèo, đừng để sai một ly đi một dặm, rất dễ phạm sai lầm lớn. Người làm đầu tư càng phải thận trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, chú ý quản lý túi tiền thật chặt, đừng tin tưởng lầm người rồi lĩnh hậu quả khi giao chứng cho ác. Có câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có lẽ đúng với bạn trong trường hợp này với những người đang ấp ủ ý định khởi nghiệp bằng việc kinh doanh bạn cũng nên xem xét lại vấn đề một cách nghiêm túc và căn cứ vào tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân đến đâu đừng thấy người khác làm việc dễ dàng và nghĩ rằng mình cũng có thể làm được vốn trong tay ít kinh nghiệm chưa đủ nhân sự thiếu hụt là rào cản rất lớn cho bạn nếu có ý định khởi nghiệp trong giai đoạn này bạn vẫn cần có thêm thời gian để tích lũy mọi yếu tố tỷ lệ thành công sẽ cao hơn Tử vi tuổi Dậu tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tình duyên. Theo dõi tử vi tháng 2 năm 2022 tuổi Dậu âm lịch, con giáp này đối đầu với cục diện tương xung thái tuế lại thêm ngũ hành tháng xung khắc nên vận tình cảm giảm sút nghiêm trọng. Giữa các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu xuất hiện một vài mâu thuẫn, trục trặc vì đủ chuyện không đâu. Những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn nổ ra liên miên bào mòn sự kiên nhẫn của đôi bên đổ vỡ hoàn toàn có thể ập đến bất cứ lúc nào từ những chuyện nhỏ nhặt nhất là những cặp yêu xa thời gian dành cho nhau không nhiều xa mặt cách lòng tình cảm cứ thế nguội dần khi niềm tin không đủ lớn những nghi kỵ ghen tuông bóng gió chính là nguyên nhân giết chết tình yêu của hai bạn các cặp vợ chồng cũng khó tránh khỏi cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nhiều muộn phiền về tâm lý khiến con giáp này sinh giận hờn khơi mào chiến tranh với bạn đời Chính vì thế, gia đạo bất an hơn hẳn, không khí gia đình nhiều lúc trầm lắng đến lạ thường, khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực. Người độc thân vẫn giữ trong mình tư tưởng bảo thủ, sợ đi vào vết xe đổ trong quá khứ, sợ phải mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm mới nhưng đổi lại chỉ toàn tổn thương nên tự tay đóng lại cánh cửa hạnh phúc của mình. Tử vi tuổi dậu tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sức khỏe, Nguyệt lệnh lâm bệnh trong tháng 2 năm 2022 này không chỉ ảnh hưởng tới thể chất mà cả tinh thần của người tuổi dậu cũng trở nên bất an. Những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng khá lớn tới tâm lý của mệnh chủ, bạn đang tự tạo áp lực cho chính mình, từ đó khiến cơ thể càng thêm suy nhược, ăn ngủ không ngon, ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, hung khí còn mang theo những điểm báo xui xẻo bất ngờ, bệnh tật hoành hành. Bản mệnh cần có những biện pháp dưỡng sinh, luyện tập thể thao hợp lý để tăng cường thể lực, đẩy lùi tật bệnh cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dậu trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Tuổi đinh dậu, hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, khó phát huy năng lực nên khó khăn trồng chất khó khăn. Quý nhân, người tuổi mão, người tuổi tuất. Tiểu nhân, người tuổi dậu, người tuổi thìn. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu đỏ. Tuổi kỳ dậu thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, không có ý hại người nhưng lại dễ bị người hại. Quý nhân, người tuổi Mão, người tuổi Tuất. Tiểu nhân, người tuổi Ngọ, người tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. Tuổi Tân Dậu, Mộc Nam Vân Hán, nữ La Hầu. Khẩu quyết dấu hiệu phá tài càng thêm rõ ràng, dễ bị lừa gạt. Quý nhân, người tuổi Hợi, người tuổi Tỵ. Tiểu nhân, người tuổi Mão, người tuổi Tý. Màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. Tuổi Quý Dậu, Kim Nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức. Khẩu quyết tình cảm mâu thuẫn, trục trặc vì đủ chuyện không đâu. Quý nhân, người tuổi thân, người tuổi tuất. Tiểu nhân, người tuổi mùi, người tuổi ngọ. Màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng. Tuổi ất dậu, thủy, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, sức khỏe thể chất và tinh thần đều xa sút nghiêm trọng. Quý nhân, người tuổi tỵ, người tuổi tí. Tiểu nhân, người tuổi sửu, người tuổi thìn. Màu sắc may mắn, màu đen, màu vàng. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tháng 2 âm lịch năm nhâm dần của tuổi dậu, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.